Alo. Em chào thầy ạ. Dobrý Dobrý deň. utro. Thầy có Dobrý nghe thầy utro. không ạ? Em nói sao? Thầy có nghe thầy em nói không ạ? Có nghe tốt rồi. Dạ vâng. Thế là như vậy Vâng em hiện nay đang sử dụng màn hình vi tính đúng không? ạ, dạ. No vượt ví sẽ từ khá số. Thế là lý do tại làm sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thông thường là những cái mic theo máy thì chất lượng nó không được tốt lắm đúng không đấy? Tốt nhất là Dạ mua vâng. một cái mic thật tốt, tức là mình mua Dạ mic vâng. những cái mic nó đắt tiền một chút thì là nó sẽ nói tốt thôi đấy. Dạ vâng, Ví dụ dạ. mình có cái mic mình mua từ Trung Quốc về 60.000 hai cái có 30.000 một cái đấy, chẳng dùng được, Dạ cuối cùng vâng. vứt đi đấy. Cuối cùng là Dạ gì, vâng. cuối cùng mình quyết định mua cái mic này gần 500.000 đấy, tại Việt Nam đấy. Dạ vâng. Thì là tiếng Dạ rất vâng. tốt đó. Dạ. Nó vẫn khá show. Thế như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài cũ đấy. Chúng ta sẽ ôn lại bài Dạ. cũ, bởi vì sao, hiện nay chúng ta chưa nói được nhiều cho nên chúng ta sẽ ôn lại bài cũ. Tạc vột chê e tơ áp tổ bus chê chê e tơ áp tổ bus Tôi mới à tôi e bút tơ môi áp tổ bus e tơ tơ vối áp tổ bus e tơ tơ vối áp tổ đã bus đã đã tôi mới à đã tơ tôi môi áp tổ bus chê tơ dồn bút tâm môi dồn e tơ môi dồn e tơ tơ vối dồn đã tâm môi dồn đã tơ môi dồn chê tơ ra vốt đã tâm môi giờ vụt e tơ tơ vối ra vốt đã tâm môi giờ vụt đó e tơ khá xô e tơ bàn xối ra vốt khá xì vui ta khá xô chia tơ xùm ca đã tâm môi à xung cả e tơ tơ vé xùm ca ra rửa tâm môi à xung cả anh nhẹ e tơ nhẹ tơ vé xùm ca e tơ rửa rén cái xùm ca đây là cái túi của phụ nữ chứ đấy thì phải là gì thì em phải bảo mai đây không à phải túi của em e tơ nhẹ mai á à xùm ca là đấy là e tơ nhẹ à mai á xùm ca em có xách túi phụ nữ bao giờ đâu đấy à đã tất nhiên mai à xung cả đã yes e tơ nhẹ mai á xùm ca đấy đã e tơ nhẹ mai à á xùm e tơ à nhẹ nhẹ e tơ nhẹ mai á xùm ca tạc chê tơ magazine đã tâm môi e tơ magazine môi magazine chê tơ magazine e tơ môi magazine chê tơ magazine e tơ môi magazine đấy e tơ môi magazine đã chê tơ carta đã nhẹ Maya không không Karata không cần nói đa, bởi vì sao người ta hỏi chia là của ai thì chúng ta chỉ cần à trả lời là gì e tơ Maya maya Karata carta đấy e tơ maya carta tạc e tơ tvaya sumka nhẹ nhiệt nhiệt nhẹ e tơ nhẹ maya sumka ai tất nhiên Maya xung cảnh e tơ nhẹ maya sumka tạc khá show tạc tiếp theo chê tơ zon đã tâm môi dồn e tơ môi zon chia tơ masuna tâm Maya dùng cả ai tâm Masina. Maya Masina Ete maya masina. Da. Chê tê dom. tâm môi dồn Ete môi dom. Chê tê druk. tâm môi druk Da. Chia tê babushka. tâm Maya babuka Ete maya babushka. Chê tê dieduska. tâm môi Jeruzka. Ete môi dieduska. Chê tê vino. Это моё вино. Thế em thấy là gì nào? Ở đây toàn những câu hỏi giống nhau và cách trả lời giống nhau đấy. Да. Thế nhưng mà bình thường là gì, nếu như người ta học toán học lý người ta chỉ hỏi một hai câu là xong rồi, nhưng mà trong tiếng Nga chúng ta sẽ hỏi đi hỏi lại mãi, hỏi càng nhiều càng tốt. Đây là chúng ta mới có 6 7 7 câu đấy, chúng ta có thể hỏi đến Vâng. 10 câu 15 câu 20 câu cũng được đấy, cứ nhắc đi nhắc lại để làm gì, cho chúng ta quen đấy, nói quen em hiểu chưa, để làm gì đến khi Dạ. chúng ta phản ứng sẽ được nhanh. Thế bây giờ người ta đi ra đường người ta hỏi chia tới machine này, em đi xe đến em để đâu đó đấy. Tâm hay mà xin Thế có này. người ra hỏi chia tới machine à, ô tô của ai đây, thì em sẽ e tới máy à machine này đấy đấy. Đã. Nếu người ta hỏi e tới vá machine này, e tới vá machine này, xe ô tô này có phải của cậu không, nhẹ e tới như máy à machine này đấy, nhẹ e tới Đã. như máy à machine này, я не знаю, я не знаю là gì, tôi không biết đấy, tôi Tôi không không biết biết. đây là xe của ai đấy. Tác vụt хорошо, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp phần bên này đấy. Tác yup cả, chúng ta có từ yup cả, em đọc Yupka. 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 Это твоя юбка. Нет. Это не моя юбка. Да, это не моя юбка, да? Да.
Да. А это еда. Еда. Это твоя еда? Твоя еда. Это мой еда. Моя. 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 А, это моя еда. Моя еда. Вы весь она занята Да. замкай, да? Чей Да. это рюкзак? Это нет, мой ядра, а Рюкзак. Это не рюкзак. мой рюкзак. Это не мой рюкзак, да? Да. Чья это яма? Это Чья? не моя яда, ядма. Я, ям. Ай, đây là hũ của ai? Hũ của em à? Cái hũ của em à? Нет, это не моя яма. Не знаю. Чья это яма? Не знаю. Người ta hỏi cái hũ này của ai vậy? Не знаю. Phải bảo là gì? Em không biết Это нет, ạ. да. Это Chứ không có cái gì nhận là của mình thì hỏng. mẹ. Tại cái đó sao? À, các em học với thầy phải lưu ý nhé. Hay bị thầy Đã. trêu lắm đấy. 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 Miết Cái đó sao? Miốt. Miốt. Miốt là gì nào? Miốt. ong ạ. Miốt là mật ong đấy. À, chê tơ miốt. Chê tơ miốt. Ê tơ Это môi. мой Miốt. một Ê nè. tơ môi miốt đấy. Я его купил. Đây là mật ong của em mua nó đấy, đấy. Я его Да. купил, đấy. À, так вот, đấy. Так, енот. Енот. Кто это? Кто это? А, это енот. Енот. Это енот, да? А, чей это енот? Чей это енот? Это нет енот. А, это нет мой енот. Это не мой. Это не мой енот. Он не мой, Да. да? Он не мой, да, хорошо. А, đó, bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài này nè. Em đọc nè. Это мой дом, это моя сестра. Это мой папа, а это моя мама. Моя, моя, Моя моя, папа. нет, моя, моя, Моя. да, trọng âm rơi vào я, моя, Да. мама, Это моя моя, мама. мама, мой, Мой дедушка и моя бабушка, бабушка тоже здесь. тоже здесь, да, это вся Это вся моя моя семья. семья, это вся моя семья, так, хорошо, thế vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại bài cũ đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài mới đấy. Phần bài mới chúng ta có phụ âm y. Y. Đấy. Phụ âm y. Y. À, phụ âm y đôi khi nó cũng có mặt ở trong một số danh từ. Nhưng mà chủ yếu phụ âm y nó đứng ở trong các tính từ đấy. Ở đuôi tính từ đấy. Ừ, đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem có từ mai cả. Có từ mai cả. Mai cả. Mai cả. Đấy. Mai cả. À, это твоя mai cả. Это твоя mai cả. Это Đây là нет cái... моя майка. Это твоя, да? Это Да? нет моя майка. Это не моя майка, không, đây không phải áo của em đấy. À đấy. Да. Đây, tại sao đây không phải là áo của em? Em nói gì? Я не люблю зеленый Я свет. не Я не люблю, да? Я не люблю. À, từ từ cho nó chữ nó Я rõ. не люблю. Не, я не люблю зеленый свет, да? À, em Ở không thích xe màu xanh đấy. Đấy. luôn. À, я не люблю зеленый свет. Đấy. Свет được không thầy? Свет Свет là luôn. màu, màu sắc đấy. Да. Свет là màu sắc, свет tột thì lại là bông hoa đấy. Да. Свет tột là bông hoa đấy. Свет tột là bông hoa em hiểu chưa? À, thế còn Dạ. свет thì lại là màu sắc đấy. À, cho nên hai từ này người ta dễ lẫn với nhau đấy. À, hiểu chưa nào? À, я не люблю зеленый свет. Em không thích màu xanh. Đấy. Это не моя майка. Mày Это mày не моя майка. Đấy. Đây không phải là cái áo của em không yêu màu xanh đấy. Em không yêu màu xanh. Nó tạc. À, thế em yêu màu gì? Em thích màu gì? Tạc. Какой цвет тебе надо? Какой? Какой цвет? Какой цвет? Синий. А, синий. Синий цвет, да? А, давай сделаем Да. синий цвет. Так, вот такой, да? Такой цвет, да? Да. Да, хорошо. Ну вот, видишь, это уже моя майка. Đây đã là cái áo của em рồi đấy. Ну вот Это так. моя майка. Это моя майка, да? Спасибо. Потому что я люблю синий цвет, да? Так. Да.
a e te maya maika a Eta de maya a de maika eta maika e te maya maika ya люблю sini sinister a sini svet de a em thích sin màu em thích màu màu tím đấy màu tím một màu xanh dương nên gọi là màu xanh dương đấy đấy à ta zelenый này là màu xanh lá đấy à вот это синий цвет это синий цвет đấy вот так вот Đã. đó à ta хорошо à thế như vậy ở đây gì майка майка đây là người ta sẽ gọi đây là синяя майка đấy так đó chúng ta sẽ nói là синяя майка là cái áo màu xanh dương синяя майка đấy синяя майка em chưa đây là синий цвет màu đây là màu xanh синий цвет đấy à, đó thế nhưng mà nếu đây là danh từ giống cái thì nó phải là синяя майка cả em chưa синий à синий đây là gì nào цвет đó danh từ цвет là một danh từ giống đực em chưa đây đấy это синий цвет đấy à, đó chúng ta sẽ nói là это синий цвет это синий цвет đấy вот это синий цвет à это синяя майка à Это это синяя синяя майка đấy это синяя майка это синий цвет это синяя майка đấy nó tạc rồi майка. à хорошо chúng ta sẽ cùng nhau đọc nè cùng nhau đọc майка Майка. синяя майка Синяя майка. à đúng rồi đấy à chúng ta đọc cái chữ này như thế nào nào chúng ta sẽ đọc nó là синяя đấy si Si. nhai à Nhà đấy đúng không si nhai ya Xin nhà ya mày cả. đã si nhai ya mày cả đấy si nhai ya mày cả vất tạc vật đấy Xin đó nhà tạc mày cả. si nhai ya mày cả si nhai ya mày cả đó là cái cách phiên âm đấy à, để cho chúng ta dễ đọc si nhai ya mày cả tạc à, Tram vai. tram vai ít màu gì đây Красный. красный трамвай да chúng ta sẽ nói красный да красный трамвай Красный трамвай да трамвай. красный трамвай да а майка синяя трамвай красный đó трамвай красный là cái tàu điện màu đỏ đấy tất nhiên nó còn có màu vàng nữa người ta sẽ gọi là Желтый красный đấy Желтый красный là tàu điện màu đỏ vàng đấy vàng đỏ màu Đó. vàng đỏ thế nhưng mà ở đây chúng ta đang học cho nên chúng ta học cái từ красный Đó. красный là màu đỏ đấy красный трамвай так Đó. это синий цвет chúng ta sẽ Это đọc cái từ синий синий цвет синий вот это синий цвет đấy синий красный Синий синий красный đấy синий Синий синяя майка красный трамвай синий цвет tiếp theo chúng ta có từ музей музей Muốn gì? là Bảo là viện bảo tàng đấy музей музей tác vật à như vậy chúng ta nhìn thấy là đây музей kết thúc bằng phụ âm y đấy phụ âm y ngắn Y. đấy đó à thì đây là à, danh từ giống đực музей трамвай Muốn đấy gì? Rất музей vai. трамвай đó là hai danh từ giống đực bởi vì sao nó cận tận cùng bằng gì phụ âm y đấy tận cùng phụ âm Y. y ngắn đấy майка là danh từ giống gì đây Giống cái ạ. danh từ giống cái bởi vì sao là Kết nó thúc kết thúc cùng với bằng A. à, nguyên âm a đấy và nó chỉ gì bất động vật đấy Chỉ đó bất bất động vật đấy à thế ở đây mình đã cho bạn cái động từ gì nào lưu biểu đấy lưu động lưu từ lưu bịt đấy nên là chúng ta sẽ chia động từ lưu bịt lưu lưu bịt lưu bịt lưu bịt là động từ yêu ya lưu biểu lưu lưu à ya lưu biểu tới từ lưu bì lưu bịt đấy từ lưu bịt đấy tác à chúng ta cho lưu một tí đấy cho lưu một tí có nó đó từ lưu bịt on Ở lưu bịt on lưu bịt đấy on lưu bịt à on lưu bịt tác on lưu bịt mười Mấy lưu bìm mười lưu bịm với Với lưu lưu bị bịt chị lưu đấy bị chị à anh ý Anh như lưu lưu bịt anh ý lưu lưu bịt bị đấy à anh ý lưu bịt tác đấy ô tạc à
Хорошо, như vậy ở đây chúng ta có động từ gì nào? Đây là động từ lưu bịt. Lưu biệt. Động từ lưu bịt đấy. Động từ lưu bịt. Ta gọi. Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они Любить. любят. Они Đấy, любят. они любят. À, vậy chúng ta đọc nhiều lần, nó quen đấy. Я люблю, Я люблю, chọn âm люблю. rơi đây đấy. Ты любишь, chọn âm rơi lên đấy. Любить. Он любит, Или мы любим, вы любить. любите, они Или любят. Đấy, они любят. Đấy. любят. Так, bây giờ em nói tôi rất yêu thích cái tàu điện. Я очень люблю трамвай. Я очень люблю трамвай. Đấy. Tôi rất yêu thích cái tàu điện. Ý nói là gì nào? Là tôi thích đi tàu điện đúng không? Là đấy. Đấy. Đã. Thế bảo vợ tôi thì lại thích yêu thích ô tô buýt. Maya, Rina. Amayarena liu Maya, Rina, liu Lưu biết Bịt. Autobus đấy. Maya, Nà. Rina, Lưu Bịt Autobus. Aya, Lưu Bịt. Liu Tramvai tramvai đấy. Ia lưu lưu tram vai. Maya Jana lưu biết autobus đấy. tramvai. Aya lưu lưu tram vai đấy. Đó, thế vậy thì đó là chúng ta biết cách sử dụng cái động từ lưu bịt đấy. Động từ lưu bịt. Đó, yêu thích cái gì đấy. Maya Jana lưu biết autobus. Aya lưu 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 tram vai. Đó. Thì ở đây có khái niệm là gì nào? Có khái niệm là động từ, đây là động từ. Thì cái danh từ nó đứng đằng sau nó là cái thành phần mở rộng. Thành phần mở rộng này hay người ta còn gọi là bổ ngữ. Bổ ngữ cho cái gì? Bổ ngữ cho động từ. Em chưa? Đấy. Nó bổ ngữ cho động từ này, tức là gì? Nó mở rộng cho cái động từ này. Yêu cái gì? Yêu tramvai. Yêu cái gì? Yêu autobus đấy. Đúng không nào? Thì vậy thì hôm nay là em có một cái khái niệm là gì? Chưa đòi hỏi em cần phải tìm hiểu gì về nó, mà chỉ cần yêu cầu em hiểu một cái khái niệm là gì nào. Như vậy đứng sau động từ lưu bịt có một cái danh từ nào đó nó mở rộng ra. Thì cái danh từ đó người ta gọi là bổ ngữ trực tiếp cho động từ này. Đấy. Đó. Đã. Thế còn sau đó nó là cái gì thì chúng ta sẽ học rộng hơn đấy. Tá. Đã. Хорошо. Thế như vậy em thấy là gì nào? Cứ mỗi một trang thì thầy giáo lại cho em một cái động từ nào đó đấy. Những động từ này sau đó chúng ta sẽ ghép lại thì chúng ta sẽ nói được vào trong giao tiếp đấy. Tác vụt. Хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần tiếp theo. Ở đây người ta muốn nói đến cái gì? Người ta muốn nói là danh từ có giống đực, giống cái và giống chung đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ giống chung. Thông thường thì người ta bắt đầu từ giống đực, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ giống chung đấy. Giống chung là gì? Chúng ta biết rằng là danh từ, chúng ta đã học rồi, danh từ là có đuôi o, danh từ có đuôi ye, thì đó là những danh từ giống chung đấy. O ye đấy. Đã. Đó, thế và nó có thể thay bằng đại từ ăn nổ. Nhưng mà chúng ta để ý là gì nào? Ở đây các đại từ sở hữu mayo, tvayo, Tôi. đúng chưa? Đấy. Mayo, tvayo. Mayo akno, tvayo akno. Mayo cà phê, tvayo cà phê. Mayo miesta, tvayo miesta. Đúng chưa? Vậy thì nó có. Đó. Đại từ sở hữu có định dạng là gì đây? Mayo, tvayo. Đấy. Đó. Cà phê nó là giống được chứ sao lại Cà nằm phê giống đực. là cà phê ở đây là cái quán cà phê đấy. Em lưu ý đây là cà phê là À A, không phải đây cô là A phê, cô đấy. phê. Ừ. Đây là A đúng không nào? Thế còn nước uống À. cà phê là cô phê đấy. Đà, Còn cà đà. phê, cà phê trọng âm rời đấy đấy. Cà phê đấy, Cà cà phê, phê đấy, đà. cà phê, À quán cà phê ạ. quán cà phê đấy, quán cà phê. Thì quán cà phê thì là danh từ giống chung đấy. Còn nước uống cô phê thì là danh từ giống đực đấy. Đó. Thế như vậy là gì? Đó là đối với danh từ giống chung. Đó. Bây giờ chúng ta sang giống cái. Giống cái nó sẽ dạng biến đổi như thế nào? Maya komnata, tvaya komnata. Maya sistra, tvaya sistra. Maya strana, tvaya strana. Chúng ta có từ strana. Đấy. Đây là cái cách đọc đấy. Strana là phiên âm đấy. Strana, đất nước. Strana, strana, strana đấy. Strana. Maya strana, tvaya strana đấy. Strana. Maya komnata, tvaya komnata.
Mayasistra, đấy, Chita. đó, đúng chưa nào? Đấy, Vâng. đó, tạc vật đấy, tạc. À, bây giờ đến ngôi giống đực, ngôi ôn, ôn, ôn thì nó sẽ như thế nào? Ôn, môi đồm, từ Môi vôi đồm, môi druk, từ vôi druk, môi gồ rất, từ vôi gồ rất, đấy. À, thế như vậy, ở đây chúng ta được biết là gì nào? Như vậy là đại từ sở hữu chúng ta có ngôi môi maya mayo từ vôi từ vài giá từ vài dỗ đấy đúng chưa tác Vâng. à khá sớt đấy à đó thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng ra đấy chúng ta sẽ mở rộng bằng cách là gì nào à chúng ta sẽ nói là ở đây là với các danh từ giống được môi đồm môi Môi druk đồng, môi druk môi druk là gì? Là là bạn của bạn tôi. trai của tôi môi druk Môi g đồng đứng đọc thành k đấy đọc thành cả môi mus mus là môi anh chồng đấy mus chồng. à chồng r này đứng cuối từ bị đọc thành s mus mus Môi môi mus đấy môi mù. mus môi sừng Môi môi sừng. sừng môi papa Môi môi bà bà. papa đấy à rồi còn gì nữa môi đồm Môi môi đồn. autobus Môi môi autobus. tramvai đấy Môi môi tramvai. dồn đấy à chúng Môi ta còn có dồn. thể nói được nhiều từ nữa nè đấy đấy môi dồn Môi dồn dồn. đấy à môi Tramvai. môi tramvai môi tramvai Autobus. môi sạt chúng ta dùng cái từ khác để cho nó khác đi một chút đấy môi sạt 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 là cái vườn cây của tôi đấy môi sạt vườn đấy môi sạt à đúng như môi nào đấy đó à thế vậy thì chúng ta đã mở rộng được thêm ra một số cái từ mới đấy nó tạc đó thế bây giờ chúng ta xem Maya nào Maya cái gì cái nhì ra là gì cuốn sách ạ quyển sách Maya riêng là Jenna Jenna là cô vợ đấy đấy vợ à Maya Jenna Maya Dochka Maya Doska Dochka Maya Masuna Maya Machina Masuna đây viết là y đọc là ư đấy Maya đúng rồi Masuna Maya Maya Masuna Machina đã Maya Vata 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 Maya Vata là gì có nhớ không Vata quên rồi đúng không đấy em quên mất rồi à quên mất rồi đúng không đấy tá đó chúng ta sẽ để đây nha để vào đây đó vốt Maya Vata Maya Maya Vata và Maya Vata đấy Maya Maya và Vana Vana là gì nhớ chưa nào Maya cái bốn Van tám à 48 đấy Maya Scola Maya Scola school Scola là trường học của ta đấy của chúng trường ta đấy học à của tôi đấy Maya Padruga Maya Padruga đấy Padruga Padruga là gì là bạn gái à Padruga là bạn gái ta bây giờ chúng ta sẽ sang giống Myopismo chung Myopismo Myopismo Mayo gì nữa nào? Dạ. Mayo vino. Melvino. Mayo vino, đè mayo vino, mayo Melpiva. piva. Mayo piva. Đấy. À Melpiva. mayo panno. Melpano. Panno đấy, trọng âm rơi đây đấy. À mayo piva, mayo vino, mayo pismo đấy. Mayo Vâng. miesta. Mayo Melmer. cafe, mayo cafe, Melcafe. mayo acno. Mayoacno đấy, Cano. đã Mayoacno tác, Mayopismo, Mayovino, Mayopiva, Mayopanno, Mayomiesta, Cano. Mayocafe, Cano. Mayoacno đấy, à vô Cano. tạc vật đấy, Cano. đã à thế bây giờ chúng ta, bây giờ mình sẽ chỉ danh từ và bạn sẽ nói với Dạ. đại từ sở hữu đấy, tạc Vâng. à vô dĩa là gì, là dĩa là gì, tạc rất show. À thế bây giờ chúng ta sẽ có nè tramvai Môi tramvai. sát Môi sạt. vata Mấy âm vạt. vana Mấy âm vạt. vino Mấy âm vino. kinyiga Mấy âm kinyiga. maya kinyiga piva Mayo piva pismo Mayo
Pít mô Sơn Môi sinh Rena Mẹ rena Mẹ rena Rena Mẹ rena Rena Đấy. À thì như vậy đó là gì nào? Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng đại từ sở hữu phù hợp với lại giống của danh từ đấy. Ta của. À, хорошо. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc đấy. Có một cái bài đọc. À, chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này. Bài đọc như này thì bây giờ chúng ta phải nhìn hình ảnh chúng ta đọc được đấy. Ta chúng sẽ đọc như thế nào nào? Ta. Это мой друг. Это мой друг. Это моя подруга. Это моя подруга. Да, это мой дом. Это мой дом. Это моё место. Это моё место. Место или где? Chỗ ngồi ạ. À, chỗ ngồi. Это моё место, да? Так, хорошо, đọc lại nào. Это мой друг. Это мой друг. Это моя подруга. Это моя подруга. Подруга. Это мой дом. Это мой дом. Это моё место. Это моё место. Это моё место, да? À, thế bây giờ chúng ta nhớ ở đây là gì? Có bốn hình ảnh. Друг. Друг. Подруга. Дом. Дом. Место. Да? Место. À, đúng chưa nào? À, thế bây giờ chúng ta tắt nó đi. Nhớ nè. Так, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói. Это. Это мой друг. Это. Это моя подруга. Подруга. Это. Это мой дом. Это мой дом. Это. Это мое место. Это мое место, да? А, это мое место. Так, хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm gì? Đọc xong được một dòng thứ nhất rồi đấy. Chúng ta sẽ đọc dòng thứ hai. À, đọc dòng thứ hai chúng ta sẽ có. Это моя комната. Это моя комната. À, так. Это мое окно. Это мое окно. Так. Это мой город. Это мой город. Это мой город. Это моя комната. Это моя комната. Это мое окно. Это мое окно. Это мой город. Это мой город. Это моя комната. Это моя комната. Это мое окно. Это мое окно. Это мой город. Это мой город. Так, bây giờ chúng ta sẽ đọc hai dòng đấy. Это мой друг. Это мой друг. Это моя подруга. Это моя подруга. Это мой дом. Это мой дом. Это мое место. Это мое место. Это моя комната. Это моя комната. Это мое окно. Это мое окно. Это мой город. Это мой город. Так, хорошо, bây giờ mình sẽ hỏi. Кто это? Это мой друг. Так, кто это? Это моя подруга. Да. Что это? Это мой дом. Так, что это? Это мое место. Мое место. Так, это мое место. Так, хорошо. Что это? Это моя комната. Так, что это? Это мое окно. Да. Что это? Это мой город. Город, хорошо. Это твой друг? Да, это мой друг. Это твоя подруга? Да, это моя подруга. Так, это твой дом? Да, это мой дом. Да, это твое место? Да, это моя... Мое? А, это мое место. Это твоя комната? Это моя комната. Да, это моя комната. Так вот, да, да? Да. Да. А, это твое окно? Да, это мое окно. Так. Это твой город? Да, это мой город. Да, это мой город. Так, значит, тут у нас есть 4 фотографии. Тут у нас 3 фотографии, да? Запомним. Да. Друг, подруга, дом, подруга, место. Дом, место. Друг, подруга, дом, место, да? Потом да. Комната, окно, город. Да, комната, город. Окно, город. Да? Город. Выключаем. Да. Включаем. Тик, 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 тик. Да. А, хорошо, теперь будем читать. Так, да. Это рассказываем. Это мой друг.
Rục tác. Это моя подруга. Подруга. Это мой дом. Мой дом. Это мое место. Это мое место. Это моя комната. Это моя комната. А, это мое окно. Окно. Это мой город. Это мой город. А, так, хорошо, мы уже выучили. À, chúng ta đã học xong hai cái phần này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta xem phần thứ ba. Khác nhau cái gì? Đó. À, khác nhau cái gì nào? Так. Это мой друг Антон. À, это мой друг Том. Это мой друг Том. Đấy. Это мой друг Том. Это мой друг Том. À, мы пишем, что это Том. 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 Đấy. Это мой друг Том. Это моя подруга Анна. Đấy. Это моя подруга Анна. А это мой друг Антон. Антон. Иванович. 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 Да? А, không đọc Иванович, Иванович. Иванович, да? Антон Иванович. Иванович. Антон, да? Антон, Антон Иванович. Да? Иванович. Антон Иванович, да. Anna, đấy. Anna, đấy. À, это Том, это Анна. À, это Антон Иванович, đấy. Это Антон Иванович. Вот, đấy. Так. À, đó. Так вот. À, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Đọc như thế nào? Chúng ta sẽ nói. À. Это мой друг Том. Это мой друг Том. Это моя подруга Анна. Это моя подруга Анна. Анна. Это мой друг Антон Иванович. Это мой друг. Это мой друг Антон, Антон Иванович. Иванович, да? Иванович. Иванович. Это мой друг Антон Иванович, да? Это мой друг Антон Иванович, да? Это мой друг Антон Иванович. А, не очень, Антон Иванович. Как его зовут? Антон Иванович. Как это? Девушку зовут? Анна. 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 Как парня зовут? Том. Том, да? Так. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nào. Кто это? Это мой друг Том. À, кто это? Это моя подруга Анна. Кто это? Это мой друг Антон Иванович. À, это мой друг Антон Иванович, да? Так, хорошо. А bây giờ người ta sẽ đọc lại cả bài nè. Ну, em đọc nè. Это. Это мой друг. Это. Это моя подруга. Подруга. Это мой дом. Это мой дом. Это мое место. 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 Да. Это моя комната. Комната. Это мое окно. Окно. Это мой город. Это мой город. Это мой друг Том. Том. Это моя подруга Анна. Да. Это мой. А это мой друг Антон Иванович. Антон Иванович, да? А, thế bây giờ nhớ hết rồi đúng không nào? Bây giờ xóa bỏ hết đi nhé. Ơ ta. À, bây giờ chúng ta sẽ kể lại từ đầu nè. Это мой друг. Да. Это моя подруга. Да. Это мой дом. Да. Это мое место. Да. Это моя комната. Да. Это мое окно. Да. Это мой город. Да. Это мой друг Том. А, это мой друг Том. Это моя подруга Анна. Да. Это мой друг Антон Иванович. Иванович, да? Это мой друг Антон Иванович, да? А, thế như vậy vừa rồi là cái gì nào? Đó chính là bài đọc này của chúng ta, đấy. Đây chính là bài đọc này, đấy. À, nếu như đầu tiên thầy giáo cho em luôn cái bài đọc này và em học thuộc đi, thì em không thể học thuộc được. Đúng không nào? Khó học. Em sẽ không thể học được luôn. À, em có học cả ngày em không thuộc được đấy. Đã. Đó. Thế nhưng mà bây giờ thì đó, thế cho cái hình này.
xong rồi sau đó bây giờ bảo em đọc, cũng đọc hết rồi, chỉ ngồi có tí thôi, em đọc thuộc hết rồi đấy. À bây Dạ. giờ em ngồi em đọc như đúng như này luôn, đúng không nào? Đấy, это мой друг, это моя подруга, это мой дом, это мое место, это моя комната, это мое окно, это мой город. Đấy, thậm chí bây giờ em đọc như này em tưởng tượng luôn ra cái hình ảnh đó là gì đấy. Đó, Từ từng tương hình ảnh là chính, còn cái đã chữ này tưởng còn tưởng tượng là hình ảnh không đấy. nhớ. À thế Vâng. nếu nhìn chữ thì rất khó nhớ, nhưng tưởng tượng hình ảnh thì rất dễ nhớ. Và tưởng tượng bằng hình ảnh chúng ta không cần phải hiểu đó là cái gì, chúng ta tưởng tượng luôn bằng hình ảnh trong đầu đấy. Đó, đó chính là gì? Đó chính là cái cơ sở nền tảng để chúng ta không phải nghĩ bằng tiếng Việt, em hiểu chưa? Tức là gì? Dạ đúng. À là chúng ta sẽ nghĩ bằng tiếng Nga luôn, đúng không nào? Cho Bằng nghĩ nên bằng tiếng là Nga, no, dạ. và nghĩ bằng hình ảnh đấy, nghĩ bằng hình ảnh. Vâng. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghĩ bằng hình ảnh. Thế và gì? À một trong những sai lầm rất lớn của các bạn là gì? Các bạn cố gắng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga, muốn nói cái chữ gì đó các bạn dịch từ tiếng Việt sang. Nhưng mà các bạn đó là cái sai lầm lớn đấy. Vậy thì cái Đúng. hướng đi đúng của chúng ta phải là gì? Chúng ta phải tưởng tượng là gì? Là ở trong đầu của chúng ta có những cái cấu trúc đó bằng tiếng Nga và lấy những cấu trúc đó ra mà nói đấy. Em hiểu chưa? Vâng. Đó, thế vậy Dạ. thì là gì nào? Nguyên tắc là gì? Là các em phải biết rất nhiều các cấu trúc bằng tiếng Nga để giúp cho cái đầu của mình nó tư duy luôn luôn bằng tiếng Nga. À phải phải chứ nào? Đấy. Dạ Đó. vâng. Thế giờ chúng ta sẽ quay lại bài và chúng ta sẽ cùng nhau hỏi hỏi và trả lời, hỏi và trả lời đấy. À vậy thì qua đấy là rút kinh nghiệm là gì? Chúng ta không phải là cứ học chữ mà chúng ta phải học bằng hình ảnh thì nó mới nhanh được đấy. Đạt, Chúng ta tự хорошо. tưởng tượng ra đúng không Đà, ạ? tưởng tượng ra và nói đấy. Đạt. À это твой друг. Đây tớ môi đục Как его зовут? chip biết Как его зовут? Nó tên là gì? Как его зовут? có phải Его. trả lời cả câu không ạ? À, em trả lời cả câu его зовут. Как его зовут? À có chữ его зовут. Его зовут thì em Là nói luôn, его зовут. Ivo Tôm. Кто это? Zavus Tom Etamaya Как его зовут? Ее зовут. Paruga Ivo Zavus Anna. Так, это твой дом? Anna Это Да. мой дом Да, это мой дом. Это твое место? Да, это мое место Так, это твоя комната? Да, это моя комната. Это твое окно? Да, это мое окно. Это твой город? Нет, Это твой город? Нет, это не мой город, да? Нет. это Нет, нет, это не мой город, да? это нет мой город. Да, это твой друг Сергей? Нет, Нет. это нет мой друг Сергей. Его зовут Том. Его зовут Том. Том. Это твоя подруга Наташа? Нет, это Нет. нет моя Em подруга nói là gì? Нас. Ее зовут нет, ее зовут Его. Анна. Нет, его зовут Анна. Анна, нет, ее зовут Анна, да? Так, Ага. а это твой друг Иван Петрович? Нет, Нет. это Его зовут Его зовут Антон Иванович. Антон À, его зовут Антон Иванович, да? À, thế vậy thì vừa rồi là mình cứ nói cái câu gì đấy? À, vừa rồi cứ nói cái câu gì đấy? Là Em phụ định его зовут đấy, ạ. Его, à его его. зовут đấy, его зовут, ее зовут đấy, à câu đó là gì nào? À đó là câu hỏi về tên đấy, các vát Phát зовут sự vụ. đấy, câu hỏi của chúng ta là các vát зовут, các vát ra vụt, các vát зовут đấy. Thế và khi trả lời người ta nói là gì? Меня Nhà nhà зовут Том, đấy. Меня зовут Том. Как вас зовут? Меня зовут Том, đấy. Так. Как тебя зовут? Cậu tên là gì? Меня зовут. Зовут Tôm. Анна. Ví dụ vậy đấy. Как Vâng, тебя nhé. зовут? Меня зовут Анна, đấy. Меня зовут Анна. Как его зовут? Anh ấy Ôi tên trời. là gì? Anh ấy tên là gì? Его À, зовут. Evo Zavut. Его зовут Антон Anton Иванович. Ivanov. Đấy. Антон Vâng. Иванович. Đấy.
Как ее зовут? Как ее зовут? Как ее зовут? Ее зовут Anna. Anna. Ее зовут Anna. Anna. À thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? Vas. Đấy. Vas. Vas. Đúng không nào? Đấy. À đó, vas. Thế rồi gì nữa? À chúng ta nhìn thấy là vas. Chúng ta nhìn thấy gì nữa nào? À ta. Меня. Đúng không nào? Đấy. À меня. Đấy là gì? Тебя. Đấy. Đó. À thế gì gì nữa? Меня. Его. Его. Đấy. Bây giờ gì nữa nào? Ye yo đấy, ye yo. À đúng chưa? Đấy, ye wo, ye yo đấy. Đó. À thế vậy thì đó là cái gì vậy? Đấy. À đây là. Đây là gì nào? Đây là các vas đấy. Vas. Vas. Các vas là bụt đấy. À bụt đấy. Đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là những cái câu hỏi như vậy. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem đó là cái gì đấy. À, ở trong tiếng Nga có 6 đại từ, 7 đại từ thì đúng hơn đấy, 7 đại từ nhân xưng đấy, 8 đại từ thì đúng hơn đấy. À ya từ à sau đó là gì nào? Ôn anna đấy, anno đấy. Ôn anna anno. Nhưng mà anno thôi chúng ta bỏ qua bởi vì anno nó giống ôn đấy. Sau đó là gì nào? Mười, vơi và a à, nhỉ đấy. À thế đây là à 7 cái đại từ này là 7 đại từ nó ở cách 1, em hiểu chưa? Đấy. Bảy đại từ này gọi là bảy đại từ cách một tác gột. À, chúng ta sẽ à, kẻ một cái bảng như thế này đấy. Đó tác gột đấy. Đó thế và ở đây là chúng ta sẽ biết đó là cách một. Thế và à, khi mà chúng ta sử dụng sang để câu hỏi này, để cho câu hỏi về tên này đấy, à, chúng ta sẽ có đây là gì nào? Cách một đấy. Thế và ở bên này sẽ là gì nào? Cách bốn đấy. Cách bốn. Đó. Thế vậy thì đây có nghĩa là gì? Chúng ta có các đại từ ở cách 1 và khi dùng để hỏi tên nó sẽ ở cách 4. Ya sẽ thành mi nhà. Tươi tươi sẽ thành chi bia. Đấy. Ôn sẽ thành ye wo. Anna sẽ thành ye yo. Đấy. Mươi sẽ thành nas. Nas. Vui sẽ thành vas. Và anhi sẽ thành ich. Đấy. Anhi sẽ thành ich. À thấy chưa nào, đấy đó thấy nha. Đó à thế vậy thì ở đây chúng ta đọc nào. Ya mi nhà tươi chi bia đấy, tươi chi bia đấy. On yi wo anna yi yo mươi nas vui vas và anh ý thành gì? Ich đấy, anh ý ich đấy. À thế bây giờ chúng ta sẽ hỏi này. Tên cậu tên tên của anh chị là gì? Các vas ra vụt. Các vas ra vụt. À ví dụ em đi đến cơ quan hoặc là đi khám bệnh chẳng hạn. À ví dụ vậy đấy. À người ta hỏi tên của anh là gì? Các vas ra vụt đấy. Mình trả lời mì nhá ra vụt tôm. Đấy. Đấy. Hoặc là người ta bạn bè có thể hỏi các chi bé ra vụt. À bạn bè có thể là gặp nhau lần đầu tiên ở cơ quan đấy. Các chi bé ra vụt. À người ta nói thân mật đi thôi đấy. Các chi bé ra vụt. Mì nhá ra vụt. À đấy. Mì nhá ra vụt an. À thế bây giờ hai người nói chuyện với nhau chỉ hỏi người thứ ba. À cái cậu kia tên là gì? Các yếu vô gia vụt. Các yếu vô gia vụt. Yếu vô gia vụt. Anton Ivanovich đấy. À hoặc là hỏi một cô gái nào đấy. Có một cô gái đồng nghiệp mới đến làm việc đấy. Các bạn các cậu hỏi nhau. À cô ấy tên là gì? Các yếu vô gia vụt. Các yếu vô gia vụt. Yếu vô gia vụt. Anna đấy. Yếu vô gia vụt. Anna đấy. Đúng chưa? Đấy. Đó. À thế vậy thì đó là cái cách hỏi tên đấy. À em bây giờ mình sẽ đọc và bạn sẽ trả lời nhé. À đó. Как вас зовут? Меня зовут Том. Так, как тебя зовут? Меня зовут Анна. Как его зовут? Его зовут Антон Иванович. Да. А как ее зовут? Ее зовут Анна. А, ее зовут Анна. Đấy. À thế bây giờ là bạn đã biết cách hỏi tên rồi đúng không nào? Đấy. Đó. Tên là một trong những cái câu giao tiếp mà đầu tiên mà chúng ta cần phải biết để nói đấy. Tạc, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần chào hỏi của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái phần chào hỏi đấy. Đó, đây là phần chào hỏi. À, phần chào hỏi thì đây chỉ nói sơ qua bởi vì em cũng nói được nhiều rồi đấy. Đó, cái này em phải nói thường xuyên rồi. Bây giờ chỉ có điều là chúng ta kiểm tra và nói điều chỉnh lại thôi. Chính xác. À, vâng. Chúng ta có từ Здравствуйте. Chúng ta sẽ đọc là Здравствуйте. Здравствуйте.
Vui. Vui. Здравствуй. 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 À, ở đây em nhìn thấy có một cái âm đấy, à, có một cái âm vờ này nó không nói đấy, âm vờ này. Đó, nó bỏ. Đấy, Vừa здравствуй. vui Không à. có vờ vui mà cái gì? Здравствуй vui luôn thôi đấy. Cái âm vờ này nó Здравствуй. câm đấy, âm vờ này người ta coi Em. là cái âm câm, em hiểu chưa? Đấy. Đã. Đó. À, здравствуй. Em nói здравствуй. Здравствуй. À, Здравствуй. здравствуй. Đấy, здравствуй. Здравствуй. À, nhưng mà nếu mà gặp những cái người lạ hoặc là những người mà chúng ta cần tôn trọng thì chúng ta sẽ đọc là здравствуй, trẻ, có trẻ. Здравствуй, trẻ. Здравствуйте. Здравствуй, trẻ. Đấy. Здравствуйте. À, здравствуй, trẻ. Đấy, здравствуй, trẻ. Здравствуй, trẻ. À, em nói lại nào. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй, trẻ. Здравствуйте. Здравствуй, trẻ. À, nếu bạn bè thì chúng ta có thể nói là gì nào? Привет. 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 Привет đấy. À, Привет. привет là à, chào các bạn đấy. Chào bạn hoặc là chào các bạn đấy, nói đơn giản như thế đấy. À, Dạ. здравствуй, chia привет, đó là những câu chào hỏi đấy. Thế còn những câu tạm biệt. Chúng ta có từ Does this, nói như vậy đấy. Desvidanya, em nói là desvidanya. đất À, the Sida nha là câu chào tạm biệt đấy. Câu chào tạm đất biệt. Đó. Thế và nhiều gì? Anh em người Việt Nam chúng ta khi học tiếng Nga à, học cuối cùng là bị lẫn đấy. À, vừa nhìn thấy người ta cái là nói luôn the Sida nhỉ đấy. Rất nhiều người hay nói như vậy đấy. Đó. vâng. Cái gì đó là gì? Nhớ đây là gì? Chỉ sau khi đã gặp nhau rồi, tạm biệt nhau, chia tay đi về mới nói cái từ này đấy. The Sida nhỉ, Đã. the Sida nhỉ có nghĩa là gì? Do Xin Sida nhỉ là gì? Sida nhỉ là cuộc gặp Xin mặt. Tức là gì? Đức Sĩ Đa là hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại. Đức Sĩ Đa nha. Hẹn gặp lại đấy. À, nếu bạn bè thân thiết người ta có thể nói Pakka. Các Pakka. Pakka. con. Đấy. Pakka. Hoặc là người ta có thể nói gì? Da Strechi. Da Strechi. Da Strechi. Đã Da Strechi là hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại. À, hẹn gặp cậu Đã lại nhé. Da Strechi. Da Strechi. Em nói nào. Da Strechi. Đã Da Strechi. Đây là không đọc là vờ, em đọc vờ em sẽ khó đọc. Bởi vì sao? Đã Âm tiết vờ là âm tiết gì? Hữu thanh. Hữu Đúng không nào? thanh Nó đứng trước một phụ âm vô thanh thì nó bị biến một thành phụ đồ âm vô thanh là bị biến thành đấy, đọc là da đã phờ đấy. stretch Da Strechi, Da Strechi, stretch đấy, Da Strechi, Da Strechi, đấy. Đó. stretch Da stretch Strechi, Da stretch Strechi, đấy. Thì sẽ nói được. first Thế còn nếu đó first nói cố gắng nói da vờ stretchy là rất khó nói đấy. Đó, em chưa? Đó. Da stretchy, the sida nhé, pakka, đấy. stretch À đó. Thì vậy thì à đây là toàn bộ cái phần bài học ngày hôm nay của chúng ta đấy. Phần bài ngào học ngày hôm nay của chúng ta trọng âm là gì nào? Trọng tâm là gì nào? Trọng tâm đó là à đó là cái bài đọc này đấy. À em tưởng tượng cái bài đọc này ra và em cố gắng đọc nhiều lần đấy. Sau đó là Vâng. gì? À sau đó là chúng ta học thêm Hỏi cấu trúc để hỏi tên đấy. Các vas tên. zavut, меня зовут. Как тебя зовут, меня зовут. Как его зовут, его зовут. Đấy. Giờ phút. Как ее Đã. зовут, ее зовут. Cái nói đi nói Đã. lại cho nó quen đấy. Đó, chúng ta muốn Đã. hỏi gì? Các его зовут. Bây giờ dẫn đứa con của mình đến cơ quan chơi. À, sẽ có người hỏi. Các его зовут, tên của nó là gì? Chúng ta Tôi sẽ giờ nói. phút là Его зовут, gì gì đó. Đấy. Đó. Đã. À, nếu là con gái thì chúng ta sẽ nói, người ta sẽ hỏi. Các его зовут, ее зовут. Đã. Anna. Đấy. À nó bất tắc. À хорошо. À nhân thể đây là gì? Viết cái tờ giấy cái hình này ra cái tờ giấy nhỏ nhỏ đấy để trên bàn. Я меня, ты тебя, он его, она ее, мы вас, они их. Nói đi nói lại thôi. Cứ nói đi nói lại cho nó quen đấy. Хорошо, đấy. Đó. Đã. À thì như vậy này. À bài đến đây của chúng ta sẽ tạm dừng. Cảm ơn em. À chúng ta Đã. sẽ gặp nhau trong bài học tiếp theo đấy. Merci bạn. Đất xì đà nhé. Pắc Sweden. ca. Pắc ca. Các bạn, lúc bạc.